Hello nha anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em là con Hyundai cabin đôi đời 2002. Khách hàng bên bãi mình khởi nghiệp không thành công rồi anh em. Dàn đồng cứng, cabin đôi, tải 1,8 tấn, tổng tải là 5,5 tấn. Thùng mui bạt 5 bừng mở. Bên mình bữa hôm mua thì về dọn lại hết rồi. Bạt mới này, thùng làm lại, giỏ dàn giỏ thay mới. Đời 2002 tới 2027 hết đời. Còn hôm nay 2024, còn 4 năm nữa anh em. 4 năm hết đời với giá hơn 1 đồng. Thì anh em khởi nghiệp thì biết chừng nào với cho anh em. Cái giỏ này mình mới thay nha anh em, giỏ bên phụ mới thay, mới hoàn toàn, cabin đôi dàn đồng cứng, không mục mọt, đăng kiểm mới cho anh em luôn. Bạt mới thay, thùng bọng mình sửa là hết rồi. Cabin đôi nha anh em, đây là tổng tải này. 1,8 tấn nha anh em. Nội thất cho anh em coi. Ghế bọc da này. Đó, phía sau là có cái giường ngủ nha anh em. Xe bên mình bữa hôm mua về dọn hết rồi, dàn đồng cứng, hai trụ không lỗi luôn anh em. Nội thất này, có quạt, bên mình chuẩn bị vô máy lạnh nhưng mà chưa vô, khách hàng khởi nghiệp không thành công. Đó, mình quay cho anh em chassis đẹp rồi nha. Thùng mui bạt 5 bừng mở, chiều cao 2,2m, thùng dài 4,5m. Đó, dàn đồng cứng không anh em. Cặp giỏ mới luôn. Nội thất này, cabin anh em thấy không? Ghế là ghế hơi luôn, ghế nhúng này. Đó, vô lăng, cần số, mọi thứ là ok nha anh em. Quá tuyệt vời. Này anh em cúp mát để cho chạy. 202. Còn 4 năm nữa hết đời dành cho anh em khởi nghiệp. Cô gái sexy đẹp nha anh em. Đây, hộp số sau đây. Đó, máy 3.9 nha anh em. Bình dầu 100 lít. Thùng mui bạt 5 bừng mở, một vách nha anh em. Chúc mình quay cho anh em cái thùng cực chắc luôn. Bạt mới may cho anh em luôn. Đó, mình quay cho anh em này. Dàn đà ngang này, đà ngang đà dọc là bằng y không anh em, cực chắc cho anh em luôn. Anh em đi 10 tấn là bao, bên mình cũng đang đi cỡ đó đó. Giỏ xe cua thì còn cái mâm thôi nha. Chắc không còn giỏ đâu, bạ đâu. Mui bạt 5 bừng mở nha anh em. Quay cho anh em thấy. Cứng quá. Mình không thao tác được. Đời 202, còn 4 năm nữa hết đời nha. Giá, chút nữa mình công bố giá chính xác luôn. Dàn giỏ cứng. Giờ mình làm lại bạt bánh silicone, cam kết thùng không vô nước. Bình mới vào mới cho anh em luôn, số sườn rồi. Để mình quay cho anh em cái số sườn nó nằm ở đây nè. 202, thùng bạt 5 bừng mở. 135 củ cho anh em. Đăng kiểm dài. Phù hiệu thì tháng 8/2027. Đăng kiểm mình sẽ bao đăng kiểm cho anh em luôn. 135 củ. Rồi, anh em là có nhu cầu cứ inbox. Dũng xe tải luôn hỗ trợ cho anh em khởi nghiệp nha. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em quan tâm Dũng xe tải. Xin chào, hẹn gặp lại.